Thảo Audio Bình Dân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Trần Thảo An Khang, một kênh YouTube chuyên audio giá bình dân quý vị ha. Và hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta hàng mới về, mới cắt ra một kiện hàng này. Thì trong kiện hàng này nó có một con súp Yamaha SW800, một con Amly Dinon BMA780D và một con Sansui, nó có model là AU7700 quý vị ha. Thì clip này là đóng vai diễn chính hôm nay là con Amly Sansui này quý vị ha. Sansui AU7700. Đây, hàng bãi mới cắt ra. Nó đẹp gì luôn quý vị ha. Thì mình sẽ vệ sinh xương xương con này, lau chùi xương xương con này và mình sẽ test nó và sẽ mở sơ nội thất nó và sau cùng là mình báo giá giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta ha. Bây giờ thì trước khi vào sâu chi tiết cặn cảnh thì quý vị chờ em lau chùi nó xương quan cái cho đẹp, lên càng xe bàn cái là mình lên cái là mình mở ra sâu cuộc can đi ha, rồi mình test báo giá luôn gì ha. Rồi quý vị chờ em tí nha. Rồi đây quý vị ha, mình đã lau chùi xương xương xong, nhìn đẹp lên can đúng vậy, tại vì nó đẹp sẵn rồi. Đây chùi chỉ lấy vậy, mình mua dầu Deo dạng dầu chạy xe thôi vậy, mình xịt vô cái khăn mình lau thôi. Nghĩa gì ha, quá đẹp luôn. Em soi cho mình ngoài xem mấy này đậm hết, nó bụi tới vậy ha, trắng trắng này nó bụi thôi đó, đẹp tuyệt vời luôn chị ha. Con này chắc âm mình nghĩ nó cũng hay lắm vậy, tại vì nó có chỉnh cái mid kìa, và cái con Sansui AU77 này quấn 8 con sò sắt cho nên là nó rất là mạnh vì ha, rất là lực, không kén lo đâu gì. Quay lại một lần nữa cho các bạn chúng ta xem chi tiết cận cảnh mặt tiền nó gì ha, và xin nói thêm các nút chức năng nó gì ha. Lúc này speaker là nút kênh lo gì ha, tắt nè, kênh A kênh B và A cộng B gì ha, quấn được hai cặp lo vậy ha. Đây là nút bass gì ha, tăng bass cho lo, mid tăng mid cho lo vậy ha, chép tăng chép cho lo vậy ha. Rồi ở đây thì nút ba lăng ở trong từng trong và volume thì từ ngoài, hai nút vậy ha. Và nút này thì chỉnh ngay cái short round này thì nó hát quý vị ha. Còn ngay máy này thì mình phải ghim ngay cái đầu ngoài sao nó mới xài được quý vị ha. Còn nút này là chọn ngõ vào ngoài sao vậy ha. Ví dụ như tuner, mình ghim tuner AUX1, AUX2 quý vị ha. Rồi dưới đây thì các nút này thì cái nút để normal là bình thường quý vị ha. Rồi reverse nè, mono nè quý vị ha. Cái này thì nó trừ bớt, khi mà gạt xuống trừ 30 dB thì tín hiệu nó sẽ âm thanh nó nhỏ lại tí vì ha. Còn lúc này là nút loudness vì ha. Loudness này nó hay cái là nó có hai tầng, nếu mà lên trên thì chuyên về bass vì ha, xuống dưới thì mid và bass luôn vì ha. Đó, qua này quá nhiều nút cũng gì ha, cái này thì nó cắt âm trầm bớt vì ha. Đó, còn lúc này là gặt lúc này thì nó mới ăn vô cái tông chỉnh ở trên vậy ha. Con này thì nó tăng âm cao, bass chép là gì, có bass có chép là gì ha. Đó, đây là bass và cao đó. Nó nhiều chức năng quá, con này nói chung là rất là hay vậy ha. Rồi thì mình sẽ quay một vòng cho quý vị và các bạn xem cái độ đẹp của nó. Nó đã mặt tiền nó quá đẹp rồi, mặt không nó cũng đẹp luôn gì ha. Hai cái này, cái kiền này nó giống như mạ chrome hay là inox gì, quá đẹp vậy ha, còn trắng tinh luôn vậy ha. Này bụi sao vậy ha, mấy cái mốt nó đóng đó, mặt bên nó vậy cũng rất là đẹp quý vị ha. Bên đây đấy cũng rất đẹp luôn vậy ha. Đây là cái tem của nó, đây ở ngoài sao nữa gì ha, ở ngoài sao cũng chưa, mình cũng chưa có lau chùi gì mấy luôn vậy ha. Nó đẹp gì còn cần nó phải lau chùi đi ha. Này mấy cái này là chỉ là bụi dơ thôi vậy ha, không có rỉ sét gì hết vậy ha. Đó, đây là model và điện tiêu thụ cũng như là công suất quý vị ha, hãng Sansui Nhật Bản quý vị ha. Đấy, còn phần sò đã nằm dưới đây quý vị ha, phần sò nằm dưới đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở nắp của nó ra để mình soi nội thất của nó cho quý vị và các bạn chúng ta xem quý vị ha. Rồi đây quý vị ha, mình đã mở cái nắp trên của nó ra cho quý vị và các bạn chúng ta cùng ngắm gục của nó vậy ha. Cái tầng phô rất to vậy ha, tầng phô rất to, to vậy ha, và hai cái tụ cũng rất to và dài vậy ha, rất to và dài. Đây hai cái tụ rất to vậy nha, và đây là các bộ phận xử lý tín hiệu nó vậy ha. Mặt thì hai ba lớp vậy ha, một lớp, hai lớp, ba lớp vậy ha.
ở đây thì trước đây thì cái phần đây là phần rời quý vị ha, cái các mạch để chỉnh bát mít chép là gì, đây là các mạch để chỉ mấy cái chức năng gạt quý vị ha. Đó thì trong ruột nội thất cái con này mặt trên nó như vậy gì ha, tuy nhiên nó còn một lớp dưới nữa gì ha, bởi vì cái dĩ này có 2-3 lớp rồi, lớp dưới nè, lớp dưới là lớp ngoài sau, nó làm ở ngoài đây mình không thấy đồ nhiều vì lý do là nó làm dồn ra ngoài sau vậy. Các cái rắc cắm lo, như các trạm cắm lo, như là các cái rắc vào nó đều nằm ở đây hết, nó có thêm một cái mỏ bằng phà giống như cái bằng phà ở ngoài trước đi ha. Đó ngoài sau chứ thì sò nó cũng nằm ở đây luôn gì ha, bộ phận giải nhiệt và sò nằm ở đây. Cái này thì mình muốn xem sò thì mình phải cần mở luôn cái nắp dưới vậy ha. Và cái tăng phô này trang chỗ này thì nó chỉ dơ thôi nha, bụi nó đóng theo thời gian thôi chứ nó cũng không phải là rỉ sét vậy ha. Đây đó, nếu mình chùi ra chút nữa mình sẽ chùi sạch luôn vậy ha, rồi thì chỉ cần lau dầu lại là nó sạch thôi vậy nè, đẹp đẹp lắm vậy ha. Đó rồi thì là cái phần trên của cái ruột nó vậy, quý vị mà chờ em sẵn đây mở cái nắp đít cho quý vị và các bạn chúng ta xem luôn cái phần đít và phần sò nó vậy ha. Đây là sắc xi của nó 7 màu vàng tôm luôn vậy ha, nhưng không phải xét đâu vậy ha, 7 màu gam 7 màu đẹp vậy đó quý vị. Đây đây chờ em mở ốc luôn, một con ốc mở ốc luôn gì ha, clip nó hơi gồm gài, nếu mà chờ mở gì thì clip nó hơi lâu, nhưng mà xem trực tiếp mở luôn quý vị ha, hấp dẫn luôn quý vị ha. Chờ em ha, một tay cầm máy quay và một tay mở thì nó cứng thì nó nhảy lưng tưng tưng vậy ha, ốc nó rớt thì mình cũng sợ mắc ốc, bởi vì mắc ốc gắn mắc ốc nó không riêng không đúng thì nó không đẹp quý vị ha. Phải tìm chắc thì nó mới được, mới lại nhảy tu 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 chứ tại ốc nó chưa mở mà. Đó. Phải cần đè chắc vậy ha. Tu nhảy cận cận vậy nó hư đầu óc mình thấy cảm thấy tiếc. Chắc là cứng quý vị ha, bởi vì ốc nó chưa ai mở cho nên nó còn cứng quá cứng. Còn hai con nữa quý vị ha, còn hai con nữa. Nắp đít nó cũng rất là đẹp nghe quý vị nha, đít nó cũng rất đẹp, không có bị sát gì hết quý vị ha. Nó hư ốc luôn rồi. Đó là do mình dặn bằng máy mà không có cái tay vịn đúng không, gì nó tạc tạc nó thiếu được, nó muốn hư đầu con ốc, cho nên là thường thường mình quay clip đó là mình sẽ tạm ngưng cái máy chút để mình mở thì nó mới còn. Ở đây mình mở một tay nó hơi bị mệt chút vì ha, nhưng mà thôi kệ thì mình mở cho vì xem trực tiếp mình mở luôn đây quý vị ha. Thì đây là 8 con sò đó quý vị, 8 con sò sắt quý vị ha, nằm ở sau dưới bộ phận giải nhiệt nó 8 sò sắt. Cái nắp này thì mình phải chút mình sẵn mình lau chùi lại cho đẹp luôn gì ha, khi mà con ly này về tay quý vị thì bảo đảm mấy cái nắp này nó sẽ đẹp kem, sẽ chùi lại cho đẹp quý vị. Và hai cái nắp này mình nói thêm, hai cái này nó bằng gan quý vị ha, đây nhôm bằng gan gì nó gì chắc là dày quá gấu vậy ha, nhìn nó đã lắm quý vị. Này nó cũng để chữ lép rai luôn nè, bên trái bên phải luôn gì ha. Đó rồi thì về sò mình sẽ soi chi tiết cho các bạn xem, đó sò riêng của nó luôn gì ha, mấy con sò sang ken quá đã vì ha, 19A 19A 08A 08A 19A 19A 08A, cũng quấn sò nghịch quá hay vậy. Và nó xài thêm 4 con sò thúc, sò nét thúc nhỏ là gì ha, dữ dằn, bởi vì con này nó quấn không cắn lo ha, và chặt âm nó hay tuyệt vời. Đó chúng ta thấy là nguyên cái dĩ, cái bộ phận rồ le dĩ mạch xử lý người ta để trên, còn nó để nằm ngược lại dưới vậy ha, cho nên là ở trên nhìn xuống thì mình thấy nó đơn giản, nhưng mà thực chất là nó 3-4 lớp mạch vậy ha. Và cái tủ của nó thì độ dài rất là dài quý vị ha, rất là dài, cái khoảng gần tất. Và hình thức cái con âm ly này như vậy, nếu quý vị và các bạn nào muốn sở hữu để trải nghiệm chất âm của con Sensui AU 7700 này
thì vị vui lòng liên hệ với Trần Thảo Khang, số điện thoại 0902764784 vị ha. Còn ly này thì em xin báo giá giao lưu đến vị và các bạn chúng ta với giá là 6.800.000 đồng quý vị ha. 6.800 bao phí vận chuyển toàn quốc cho vị và các bạn luôn. Và con này thì bao đẹp, bao zin, bao hát tốt, hoạt động hoàn hảo cho vị luôn ha. Đó, thì đó là cái phần con ly Sansui AU7700 quý vị ha. Còn hai món hàng kia thì em sẽ hẹn quý vị và các bạn là vào clip sau sẽ giới thiệu chi tiết từng món và báo giá chi tiết từng món luôn quý vị ha. Rồi thì đến đây clip cũng đã khá dài, em xin tạm dừng video. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian để theo dõi clip của kênh Trần Thảo An Khang của em phát. Và nếu quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo An Khang, quý vị vui lòng cho em xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần và ủng hộ kênh Trần Thảo An Khang của em quý vị nha. Và quý vị đăng ký kênh thì quý vị sẽ nhận được thông báo và quý vị sẽ cập nhật được thường xuyên các clip Trần Thảo An Khang up lên mỗi ngày quý vị nha. Quý vị thấy clip này, thấy con ly này có đẹp và clip này có khá hay thì quý vị vui lòng cho em thêm một like để ủng hộ tinh thần và tiếp tục ủng hộ kênh Trần Thảo An Khang em đi nha. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.